Xin chào bạn, mình là Cường đây, nhân viên tư vấn bán hàng tại showroom 6A Trần Hưng Đạo, quận 1. Với việc đòi hỏi và phát triển ngày càng cao trong ngành dịch vụ vận chuyển hành khách công cộng, thì những chiếc xe đơn thuần chỉ là những chiếc xe vận chuyển hành khách thì đã hiện nay đã không đáp ứng được những cái nhu cầu đòi hỏi khắt khe và chất lượng phục vụ ngày càng cao của khách. Thì những cái loại hình xe limousine ngày càng ra đời. Ví dụ như có rất là nhiều loại xe limousine, Genesis limousine, Tunnel limousine hay các dòng cao cấp hơn 50 chỗ, 35 chỗ limousine. Thì những cái dòng xe đó ra đời thì đã được sự chú ý và được rất là nhiều hành khách khi mà di chuyển từ điểm A đến điểm B, họ ưu tiên chọn những cái loại hình dịch vụ đó. Thì ngay bên cạnh Cường là chiếc xe Genesis limousine nằm trong số đó, được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Bởi Genesis là chiếc xe nguyên bản của nó là 16 chỗ và cái kích thước của nó rất phù hợp với lại những cái cung đường ngắn, ví dụ như Sài Gòn Đà Lạt, Sài Gòn Vũng Tàu hay những cái cung đường mà khoảng cách của nó chỉ khoảng 300 km đổ lại. Thì như các bạn đã biết, với cái khoang nội thất 16 chỗ thì phục vụ được khá là nhiều, nhưng ghế của nó là ghế không đủ để đáp ứng cho những cái đòi hỏi khắt khe của hành khách. Thì bên cạnh Cường là chiếc xe Genesis limousine nâng cấp phiên bản limousine chỉ còn 10 chỗ ngồi. Thì cụ thể về chiếc xe này như thế nào thì Cường và các bạn hôm nay cùng tìm hiểu với Cường qua video ngày hôm nay. Và bật máy luôn, nếu các bạn có nhu cầu mua xe hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình. Mức giá của chiếc xe này cực kỳ hợp lý, chỉ loanh quanh 1 tỷ đồng. Cuối video Cường sẽ bật mí cho các bạn về cái mức giá của chiếc xe này. Còn bây giờ mình mời các bạn theo chân Cường qua dạo quanh một vòng, tìm hiểu ngoại thất của chiếc xe này trước, sau đó mới bước vô khoang nội thất là cái khoang VIP nhất, đẳng cấp nhất của chiếc xe này. Thì ở phần đầu xe các bạn sẽ không nhận ra quá nhiều sự khác biệt ngoài chữ Auto Condom Limousine trên này. Thì nếu các bạn là nhà kinh doanh, nhà vận tải, nhà xe thì các bạn hoàn toàn có thể tùy chọn cái option là các bạn tùy chọn cái tên của công ty của các bạn dán ở trên cái logo Auto Condom này để thay thế cho cái logo Auto Condom của chiếc xe này. Đó là một điều rất là hay, khẳng định cái tên tuổi của công ty của bạn trên chiếc xe luôn. Màu xe thì đây là màu xanh, nhưng hoàn toàn các bạn có thể chọn màu đen nè, màu trắng nè, màu bạc nè, màu nâu hổ phách nè, màu xanh nè. Ở bên mình có thể sơn cho các bạn bất cứ cái màu nào các bạn chọn. Qua phần bên hông xe thì về phần cứng thì không có sự khác biệt nào. Đây là chiếc xe được nâng cấp từ phiên bản SVB. SVB là phiên bản nâng cấp, mâm của chúng ta là mâm đúc và kính là kính liền. SVB nâng cấp lên. Thì ngoài phiên bản SVB ra, chúng ta còn có một cái tem của Auto Kingdom, logo của Auto Kingdom, dòng chữ limousine. Và mình bật mí luôn là Auto Kingdom là thương hiệu chuyên độ du thuyền đến từ châu Âu. Và bên mình mượn cái phong cách design của Auto Kingdom để đóng lên chiếc Genesis này. Ngôn ngữ thiết kế của chiếc xe này tí nữa các bạn và Cường cùng tìm hiểu. Và tiến về phần đuôi xe thì vẫn không có sự thay đổi nào các bạn. Logo Auto Kingdom xung quanh xe luôn, để cho các bạn khẳng định được đây là chiếc limousine. Nhưng mà các bạn mà có thể tùy biến, tùy chọn cái phong cách cá nhân của bạn như thế nào. Còn bây giờ trên tay Cường là chìa khóa của chiếc xe Genesis limousine này. Cường sẽ mời các bạn lên khoang nội thất để khám phá khoang nội thất có cái gì hay. Bây giờ Cường sẽ đóng vai của người lái xe để xem chiếc xe này có gì hay. Đóng cửa lại cho nó đỡ ồn ha các bạn. Mình mở máy lạnh lên xíu nha. Điều hòa của Ford thì rất là mát. Đối với một chiếc xe nguyên bản và so sánh với chiếc xe này có rất là nhiều điểm thay đổi ở phần nội thất. Đầu tiên là vô lăng của chúng ta tuy là cho vị trí người lái thôi nhưng mà vẫn được ốp gỗ nè. Xung quanh những cái táp bi này cũng được ốp gỗ nè. Ở phần trên này giữ nguyên nè. Còn trên này một loạt các nút bấm, tắt mở tivi nè, tắt mở đèn chiếu sáng nè, đèn trang trí nè, đèn ngủ nè, có 3 loại đèn nha. Ngoài ra chúng ta sẽ được trang bị thêm 2 cái màn hình. Cái màn hình này là phục vụ cho tài xế, nó sẽ có tính năng là camera lùi. Ngoài ra ở bên này, cái màn hình bên này sẽ phục vụ cho 2 vị trí hành khách ngồi ở ghế phụ. Bên này cũng được ốp gỗ nè. Cái phần tì tay của người tài xế bên này cũng được ốp gỗ lại. Và phần đặc biệt nhất đó chính là cái ghế của chúng ta. Ghế của chúng ta được bọc lại da toàn bộ, ngồi rất là êm các bạn. Bây giờ Cường không có cảm giác như là lái một chiếc xe mà xe khách,
nó hơi mệt mỏi nữa, mà bây giờ ngồi rất là êm, vừa có thể lái chiếc xe này một vài trăm cây mà cảm thấy rất là bình thường. À, chưa nói về cái động cơ. Động cơ của chiếc xe này động cơ dầu 2.4 lít và động cơ này là được mệnh danh là bền nhất trong phân khúc. Nó có thể chạy đến cái tuổi thọ là 1 triệu km mới phải bảo dưỡng lại, tức là mới phải làm lại xét măng, piston các thứ. 1 triệu km nha các bạn, rất bền, tuổi thọ rất là bền và chi phí bảo dưỡng cũng rẻ. Và đặc biệt là máy dầu thì rất là tiết kiệm cái chi phí vận hành. Trên này ở trên trần của chúng ta cũng được ốp gỗ nè. Ốp gỗ lại nha, ốp gỗ lại toàn bộ. Đó là về phần hàng ghế thứ nhất của người ghế lái và ghế phụ. Bây giờ Cường sẽ mời các bạn ra hàng ghế phía sau, là cái hàng ghế đặc biệt nhất, vị trí dành cho những hành khách trên chiếc xe này. Rất xịn sò luôn. Bây giờ cùng mời các bạn ra đằng sau. Cửa là cửa tự động nha các bạn, chỉ cần một nút bấm thôi là cửa sẽ tự động mở ra. Bây giờ Cường sẽ bước lên khoang nội thất. Cường sẽ ngồi ngay vị trí này. Không, Cường sẽ ngồi bên trong đi. Cameraman lên trên, ngồi trên này luôn để cùng Cường tận hưởng. Đây, thì ngay khi mà Cường bước lên á, các bạn để ý xung quanh giúp Cường một cái ngôn ngữ thiết kế đến từ châu Âu. Nó là cái ngôn ngữ thiết kế đơn giản, cổ điển nhưng rất sang trọng. Các bạn nhìn thấy á, cái tông màu nó không quá là nổi bật, nó không quá là màu mè. Những cái chi tiết ốp gỗ, bọc da, đèn nó làm rất là đơn giản, dịu dàng. Đúng với lại cái phong cách của châu Âu các bạn, thực dụng. Cái gì cần người ta sẽ làm, cái gì mà không cần người ta sẽ lược bỏ bớt để nó tiết kiệm tối đa cái chi phí. Nhưng mình thấy nó rất là sang trọng. Từ từ mình sẽ giới thiệu cho bạn chi tiết từng cái điểm hay một. Đó là về cái ngôn ngữ thiết kế trước. Và ngoài ra tất cả những cái màu ở trên chiếc xe này, màu ghế da, màu gỗ, màu trần, màu sàn, các bạn hoàn toàn các bạn có thể tùy chọn cái màu sắc cá nhân để nó phù hợp với lại cái phong cách của các bạn, phù hợp với lại cái những cái dòng xe mà các bạn đang kinh doanh tại công ty của các bạn. Các bạn hoàn toàn có thể tùy chọn từ cái màu nội thất cho màu ngoại thất ha. Bên mình sẽ làm để phục vụ cho các bạn. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết. Khi còn ngồi ở vị trí này, ghế của chúng ta bây giờ chỉ còn là 7 ghế cho hàng ghế phía sau. Và ghế rất là êm, da bọc lại rất là cao cấp. Da tuy là da công nghiệp thôi, nhưng mà cái phần da này ngồi rất là căng và mát các bạn. Chưa hết, các bạn còn có một cái nút quạt lưng ở đây. Cái nút quạt lưng này khi các bạn bấm vô, các bạn sẽ cảm nhận được ngay một cái làn gió, một cái làn gió đang luân chuyển ở dưới mông và lưng các bạn, giúp cho các bạn mát hơn, không bị nóng, không bị đổ mồ hôi khi mà chúng ta di chuyển những cái hành trình liên tục. Và cửa gió điều hòa tất nhiên là được trang bị độc lập cho từng ghế ngồi. Và xung quanh có rất nhiều tiện ích nha. Cổng USB nè, vị trí để đồ nè, để cốc ly nè. Ghế của chúng ta sẽ được chỉnh cơ 6 hướng. Chúng ta có thể nâng cái bệ tỷ chân này lên nè. Dịch chuyển cái lưng ghế lên xuống một xíu. Dịch chuyển cái trượt dọc theo cái chiều này của cái hàng ghế này, chỉnh cơ 6 hướng nha. Còn ngoài ra, xung quanh tất cả đều được ốp gỗ bọc da. Ví dụ như mấy cái thành cửa nè, mấy cái đằng trước tappy nè, bọc ốp gỗ hết. Ở đây phần rèm làm bằng vải cao cấp ha, rất đẹp luôn. Khi mà chúng ta kéo đến thì kéo xuống thì sẽ tách biệt với lại không gian của người ngoài, giúp cho chúng ta tạo ra một cái không gian riêng tư cho hành khách. Ở trên này phần ốp bắp da nè, ốp gỗ nè, đèn nè, có đèn trang trí nha, đèn ngủ nè, đèn trần nè, rất là nhiều, là đèn, ba loại đèn tất cả. Phần trần được bọc da nha. Trên phần trần này nè cũng được ốp gỗ nè. Có đèn trang trí ở phía trong nè. Và ngay trước mặt Cường là một cái màn hình, nó đâu đó khoảng hơn 20 inch các bạn. Chắc này tầm khoảng 22 hay là 25 inch gì đó. Và loa của chúng ta sẽ được độ thêm hai cái loa súp để giúp cho cái phần giải trí âm thanh của chúng ta được tốt hơn. Kết nối tất cả cổng USB, Bluetooth vân vân vân. Các bạn có thể làm mọi thứ trên cái màn hình này, xem phim, nghe nhạc, vân vân, giải trí. Và ngay ở dưới cái phần trần, phần sàn thôi, tuy là sàn là cái nơi để chúng ta bước chân lên thôi, nhưng mà chiếc xe này vẫn được ốp gỗ các bạn. Này là ốp ván giả gỗ và kết hợp với những cái đường chỉ kim loại kéo dài,
rất là xịn sò ha. Đó là toàn bộ những cái gì xung quanh của cái vị trí người ngồi. Và bây giờ Cường sẽ thử tiến ra cái hàng ghế cuối cùng. Hàng ghế cuối cùng. À, 4 vị trí ngồi á, thì là như nhau rồi. Nhưng mà cái hàng ghế cuối cùng ba người này nè, ngồi vẫn rất là êm, thoải mái, vẫn rất là rộng. Cái khoảng cách của cái hàng ghế trước và hàng ghế sau còn rất là rộng. Cửa gió độc lập cho từng ghế nha, còn rất là đầy đủ. Xung quanh vẫn có những cái tiện ích cơ bản như là cổng USB nè, để cốc, để ly nè, để những cái vật dụng linh tinh nè. Dưới này vẫn được bọc da, có đèn đọc sách riêng, vẫn có quạt làm mát lưng nha. Đây, quạt làm mát lưng nè, rất nhiều nút bấm của quạt làm mát lưng. Bật lên thì ngồi rất là êm, rất là thoải mái. Bây giờ ngồi rất là mát các bạn. À, rồi ngay dưới này có một cái công tắc để chi biết không các bạn? Các bạn dịch chuyển cái hàng ghế thứ ba này lên xuống nè. Để nếu mà các bạn chở đồ thì các bạn có thể dịch chuyển lên một xíu để tăng cái diện tích của cái khoang hành khách phía sau. Còn nếu mà không chở, các bạn cứ tụt ra đằng sau hết cỡ để cho nó tăng cái sự rộng rãi của khoang hành khách. Để mình coi có gì để giới thiệu cho các bạn không. À, bên này còn có một cái đồng hồ nè các bạn. Cái đồng hồ có logo của limousine, giúp chúng ta biết được cái thời gian của chúng ta đang di chuyển như thế nào. Đó, đó là toàn bộ những cái gì mà Cường muốn chia sẻ các bạn về chiếc xe Ford Transit Limousine đến từ thương hiệu Auto Kingdom. À, phiên bản của chúng ta là phiên bản 10 chỗ. Ngoài ra các bạn có thể cải tạo lên cái phiên bản 4 chỗ, hai ghế đằng trước và hai ghế đằng sau quay ngược lại thành một cái bàn rất là VIP luôn, rất là đẳng cấp luôn. Thì nếu có dịp Cường sẽ giới thiệu các bạn về cái phiên bản đó. Còn phiên bản này, phiên bản 10 chỗ, nó rất là phù hợp cho những công ty kiểu như cao cấp, cán bộ cao cấp đưa đón sân bay các thứ thì chiếc xe này rất là phù hợp. Còn phù hợp hơn nữa là những công ty vận chuyển hành khách công cộng thì chiếc xe này rất là phù hợp với lại những cái tour ngắn, ví dụ như là Sài Gòn Đà Lạt, Sài Gòn Vũng Tàu, hay là những cái tour mà nó có cái phạm vi khoảng 300 km đổ lại, thì chiếc xe này mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao và cái tính lấp đầy trong vận chuyển hành khách công cộng rất là cao. Chỉ có 10 chỗ thôi, hoàn toàn có thể lấp đầy 10 hành khách trên một chiếc xe để các bạn tối ưu hóa cái chi phí vận hành. Và cần bật mí luôn là mức giá của chiếc xe này. Mức giá của chiếc xe này chỉ hơn 1 tỷ xíu thôi. Hơn 1 tỷ xíu cho lăn bánh, một mức giá rất là phải chăng và phù hợp. Nếu các bạn có nhu cầu mua xe, hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và báo giá một cách chính xác nhất. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ nha các bạn. Có nhu cầu mua xe, hãy gọi điện thoại cho Cường, đảm bảo cái mức giá sẽ giảm cho các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn.